Đây là game bắn súng, không phải là game đua xe. Bắn súng, hai khẩu M249 là cần hết. Anh ơi, làm cho em một cái với. Con chuột của em nó sơ xác lắm rồi, anh đổ cho em một cái như này đi. Ui trời ơi, mẹ game cuộc sống các bạn ạ. Ui trời ơi, hảo hán quá. Hello, xin chào mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Nam Lem và đây sẽ là video game thứ 2 ở trong kênh của mình. Tuy nhiên thì video này mình sẽ không chơi game các bạn ạ, mà mình sẽ ngồi reaction game. Đây sẽ là tổng hợp lại tất cả những con game và tất cả những tình huống game bựa nhất, dị nhất, hài nhất và vui vẻ nhất để cùng xem với các bạn nhé. Ok, bắt đầu luôn nào. Ok, video đầu tiên là ảo ma Canada. À, chạy bò ở PUBG à? Ok, sao chạy nhanh thế nhỉ? À, cái này là tôi nhanh rồi đúng không? Để xem nào. Không dừng lại, ăn máu luôn. Ok, what? Chết mẹ luôn, vãi cả. Điêu vãi cả trưởng ạ. Thề luôn, game này không dành cho mình rồi các bạn ạ. Cả ngày được buổi chơi game, mẹ chơi này thì ai chơi lại. Tôi tải nhầm phiên bản PUBG của Ấn Độ rồi các bạn ạ. Ảo quá cơ. À, vừa khít à? Ô, mẹ né đỉnh thế. Ảo à, ma à? Ô, ơ kìa, từ từ đã. Tại sao cái khẩu ốp lại nhiều đạn đấy các bạn nhờ? Mình đếm hình như là phải hơn 7 viên đúng không? Để thử đếm lại nhá. Từ từ này. 1 2 3 4 Ui né. Ui 5 Ui 6 Ui 7 Ui 8 Ui 9 9 viên đạn mới hết. Lâu lắm rồi mình không bắn PUBG, nhưng mà mình nhớ là băng đạn thêm của nó hình như chỉ có 7 viên thôi mới nhở. Không nhớ nữa, nhưng mà nó bắn tận 9 viên hết một băng đạn ốp mới chết được. Trời ơi, quả thằng kia né thần sâu ấy trưởng. Hình như tôi lại vừa xem một video của Ấn Độ các bạn ạ. À, nó né đạn ảo phải cả trưởng, nhanh hơn tốc độ của đạn nữa. Này sao mà đó được. Người chơi hệ cục xúc à? Ô, PUBG bây giờ có cả xe đạp rồi các bạn. Chạy nhanh thế. À à, công nhà công nhà. Ai à, khẩu này là khẩu gì nhở? Au, cái gì nhỉ? À, băng gì 100 viên, mình quên mất tên rồi. Tự nhiên quên mất tên rồi. Mẹ sao nó bắn khỏe nhỉ? Ok. Không cho được, không do đối phương gọi là có cơ hội đáp trả luôn. Mẹ nả đạn, cứ gọi là oh. Vẫn còn. Đạn trâu thế. Chết chưa? Phải cả à. Để cùng xem lại các bạn nhá. Mình nhớ để, à, nó cầm hai khẩu cái gì 249 nhỉ? G249 thì sao các bạn, không tự nhiên mình quên mất tên rồi. À, ông cầm hai khẩu 100 viên như thế chả chết. Mẹ nó nã súng cày lắm rồi, mẹ phải giết bạn tao đấy. Ui, mẹ. Không biết có mấy thằng nữa. Không biết giết được mấy thằng. À, hai thằng. Hai băng đạn. Ê, đéo thêm thay luôn. Ôi, dã. M249. Ờ, M249 các bạn. Nào, mày thò hộ bố cái. Mày thò dưới. Nào. Thò. Thò này. Tuy anh đi hai bánh và động cơ đạp thôi, nhưng mà súng thì anh có dư các bạn hiểu không? Đây là game bắn súng, không phải là game đua xe. Bắn súng, hai khẩu M249 là cần hết. À, tiếp theo nào. À, làm flash à các bạn. Flash thế hệ 2021 à? À quên, nhờ 2022 à? Ui hồi ôi. Mẹ chơi game nhập tâm thế nhở. Ui hồi ôi. Thanh niên này lại còn đeo kính râm bắn nhau nữa quá ạ. Để tránh flash. Né hả? Oh my. Ấy, chơi game nó phải là như thế các bạn ạ. À, cảm giác chân thực vãi cả trường luôn. Được. Cách hòa mình và tựa game ở đấy. Vừa là rồi là flash xong, bây giờ là phải đua xe như này mới sướng các bạn ạ. À. Này tôi thề với các bạn, đua này không được quá 180 phút đâu các bạn ạ. À. Ngồi thế này một lúc là chóng mặt luôn đấy. Ui, nhưng mà hay thật. Trải nghiệm thế này chân thực các bạn ạ. À. Khi nghe tin bạn thân rủ đi nét ạ. À. What?
trường. Wow, quả đỗ xe khét lẹt luôn. Ui rồi, ui mẹ này, sao mà đỡ được. Cái này còn có thể một tựa game khác là kiểu khi nhà người yêu bố mẹ không có nhà các bạn ạ. À, em không có nhà phát là bay như tốc độ này đến luôn. Rồi ôi. Ê à, khi bạn qua tràn lái xe cổ điển à. Ui, ui mẹ drift kiểu ui mẹ drift cả xe buýt luôn các bạn ạ. À, ui cái xe Bugatti nãy là tuổi còn ngan luôn. Ui trời ơi, nó phải là như thế, bác tài lâu năm các bạn ạ. À, trời ơi, quá quen đường rồi. Ui trời ơi. Ô, cần hết các loại phương tiện luôn. Các phương tiện là cứ phải là gọi là rẽ ra cho bác tài đi, các bạn hiểu không? Ui trời, này tôi bây giờ có khi ngày mai tôi phải thử chơi cảm giác đi xe buýt, cảm giác mạnh các bạn ạ. À, nhưng mà chắc trong game thôi chứ ngoài đời đi thế này để mà chết. What the hell? Đứng hình mất mẹ 10 giây luôn. Bố, tôi chưa bỏ mẹ. Bố, tưởng là bắt đầu hình như là có cả vợ con đúng không các bạn? Ờ, à không, mỗi con gái với cả các bạn đến chơi thôi. Tôi tưởng là vợ thì còn đỡ ngại, các bạn hiểu không? Bố, tôi chết bỏ mẹ rồi. Chịu. Người ta bảo là trẻ không chơi, già chơi bù các bạn ạ. Đó là chuẩn đấy. Ai dùng cái Wii Mu thôi. Gì ấy? Sấy như máy là có thật. À, mẹ, thằng chó này nó dùng công phần mềm thứ ba các bạn ạ. Dùng sản phẩm hỗ trợ. À, cái này ngang hack rồi. Cái gì đấy? Phát hiện nghi vấn. Đúng, chuẩn mẹ rồi. Người ta gọi là có công bật hack thì có ngày bay ạc các bạn ạ. Cười. À, à. Ông cậu thấy thằng khác bị đuổi. Quái vật đuổi. Đầu tiên mình không hiểu lắm. Thanh niên đang trốn, bị thằng khác bị quái vật đuổi đang sưới cường cười, cười hiểu không? Nghĩ là mình thoát, cuối cùng là nó vẫn mò đến nó giết. Quá đen các bạn ạ. Người ta gọi là cười người hôm trước, hôm sau, à không phải hôm sau đâu, vài giây sau rồi là người cười luôn rồi. Thanh niên đã núp vào trong này rồi thì cúi hàng xuống đi, núp sau mấy cái thùng đi lại còn cố đứng đấy hả? Xong rồi cười thằng kia chạy, cuối cùng mình cũng bị chết như nó thôi. Tưởng như nào? Làm gì mờ ám mà đóng cửa đấy? Ủa gì vậy? và phân tích chiến lược à? Xem lại. Sao cái phòng vệ sinh nhà nó rộng, ở bên nước ngoài rộng thế nhỉ các bạn nhỉ? Ba thằng ngồi xong rồi máy tính máy tủng các thứ mà vẫn rộng. Ngồi bàn chiến lược các bạn ạ. Bốn thằng lận chứ không phải cả thằng quay phim là thằng năm thằng. Đấy, chơi là nó phải có team các bạn ạ. Nó phải có chiến lược. Đúng là những thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo các bạn ạ. Ủa, đang vui mà. À, đánh XO à? Đi chơi game bắn nhau lại sinh tồn lại chơi XO. Ban đầu mình cũng phải loát mất 5 giây các bạn ạ. Cái vấn đề ở đây là chơi game XO 9 ô. Có nghĩa là nói thì rất là khó hiểu, nhưng mà bởi vì là nó có 9 ô thôi, nó rất là ít nước đi. Cho nên là người ta phải đánh khôn khéo như thế nào mà để như nào nhỉ? Để có thể là đánh được kín hết cả 9 ô ấy, chứ đừng có kiểu mà
Vừa chơi đã chặn hết cả các đầu như này rồi thì ai chơi nữa? Cái này là phá game rồi, đáng giết các bạn. Không thể để nó sống được, phải giết nó. Chơi bời này là chỉ có chơi một mình thôi các bạn. Suốt đời chỉ có chơi một mình thôi. Team địch gạ solo kiểu à Naruto à. Mẹ. Ui rồi ôi. Đây để anh JV nói nốt. Thằng chó, mày lừa bố mày. Chơi team solo mà nó dùng thuật phân thân. Kiểu là hồi đi học các bạn viết giấy là đợi bố mày gặp ở cổng trường anh em mình solo ấy. Nhưng mà vừa ra hai thằng solo cái thì bắt đầu mà một bên bắt đầu là anh em lên. Thế là cả một tốp nó lao vào nó tập quất các bạn ạ. Chơi này thì không xanh chín rồi. Cày lắm đấy nhưng mà không biết làm gì được rồi. Bởi vì lúc đấy là chạy cũng chả chạy được và chả gọi ai cũng không gọi được các bạn ạ. Chỉ có gọi là bị chúng nó dã cho quả thôi. Biết làm nào giờ. Gì cơ à? À game kinh dị các bạn. Cái gì nó biết nhảy. Nó không biết mở cửa đâu. Thằng danh con này. Nó không biết mở cửa đâu. Cuối cùng nó mở mẹ cửa vào luôn. Mày khinh tao à? Đầu tiên này mày. Chúa ơi. Cái nó biết nhảy, khinh địch à? Nó không biết mở cửa đâu. Thằng danh con này. Thằng danh con này. Ôi, lần đầu chơi game các bạn ạ. Đúng là kiểu chiều mới. Cái này phải chơi, chắc là mới tải game về mới chơi. Chưa có xem review cũng như là chưa có xem các gamer khác chơi. Cho nên là mới chơi là hơi gọi là hơi bị bỡ ngỡ. Cú sốc đầu đời các bạn ạ. Nhưng mà không sao, chết nhiều rồi nó sẽ thành quen thôi. Không sao cả. Trình thách đấu thời xưa. À. Ui, rắn ngày xưa này mình cũng hay chơi lắm các bạn. Nhưng mà chơi kiểu rắn đen trắng thôi. Rắn trên con 1280 ấy. Bây giờ hình như là nó không sản xuất nữa rồi các bạn ạ. Đỉnh nhờ. Ui thế luôn, ngày xưa mình chơi đến cái cấp độ mà nó sát xít như này ấy, cái đầu nó đuổi sát cái đuôi ấy, mà trên màn hình gần như là chỉ có toàn thân rắn thôi. Nó phủ kín cái màn hình, cái map ấy, là tay nó bị run xong rồi toát mồ hôi kinh khủng. Kiểu bị áp lực ấy. Ui thế giỏi ấy. Ui. Nào xem chơi đến bao giờ. Đấy, đầu nó đuổi sát đít rồi. Tại hạ xin bái phục đấy. Chất như nước cất à. Ê, làm gì đây. À. Ui vãi cả trưởng, độ chuột à. Ui, lắp thêm chân. Anh ơi, làm cho em một cái với. Ui, con chuột của em nó sơ xác lắm rồi. Anh đổ thêm một cái như này đi. Ui, lại cái gì nữa đây. Ui, đổ cả bàn phím luôn các bạn. Mẹ đổ. Ui, chất tê đổ một động cơ à. Ui, con chuột kìa. À, đổ cả bàn phím luôn. À, kiểu trận chiến ở trên bàn phím các bạn ạ. Ui đẹp. What the fuck. Ui nó đẹp. Ui đẹp tê nhở. Cả một cái bàn phím xong rồi con chuột bắn phát xong rồi ở bên này là nổ luôn. Hiệu ứng kiểu bàn phím bị nổ từ dưới lên trên nên bạn bung nứt ra ấy. Ui quả pháo này đẹp thật. Đúng chuẩn người ta gọi là anh hùng bàn phím đấy các bạn ạ. Tuyệt vời. 10 điểm, 1 điểm sáng tạo, 9 điểm phá hoại. Gì đây, sim à. Sim sắp xuống. Ok à. Tụt hạng rồi. Ui trời ơi, gì đấy. Tiền cho gái. Ôi trời ơi mẹ. Lấy tiền cho gái để gái nó mang tiền nuôi trai. Úi trời ơi mẹ, game cuộc sống các bạn ạ. Úi trời ơi. Hào hán quá. Tôi thề các bạn, thằng này là cái thằng ăn trộm tiền bố mẹ để đi nạp game để lên level. Xong bây giờ mua đồ, mua nhà, mua cửa, mua xe, xong bắt đầu là đem tiền đi cho gái. Gái quan quen cao mạng, xong rồi để gái nó lại
về nó đưa người yêu nó đưa thằng bồ nó không có tiền nạp. Bây giờ ôi 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 mẹ, game cuộc sống các bạn, game cuộc sống. Cuộc sống thì không giống cuộc đời, nhưng mà cuộc đời sẽ rất là giống game các bạn nhá. Bài học kinh nghiệm đấy, bài học đầu đời đấy. Đem tiền cho gái có đòi được không là đấy đấy các bạn ạ. Còn cái nịt nên là rút kinh nghiệm nhá. Ủa? Gì vậy? Cái tên nhờ. Xem internet hôm nay là quá đủ rồi các bạn ạ. Xem game như này là quá đủ rồi. Tôi nghĩ là các bạn cũng sẽ một phần hiểu được cái nỗi đau này. Một phần các bạn đúng không? Tôi nghĩ là như thế. Chứ còn ngồi xem tiếp chơi game ấy, mà game hay đến mấy ấy, mà gặp những cái cảnh như thế này đau đúng không? Ôi. Anh em mình nên bỏ tai nghe xuống. Giả tiền net đi, hoặc là tắt máy đi, xuống ăn cơm hoặc là đi ngủ đi. Chứ còn như này thì đau lòng thôi nhá. Các bạn ạ, tôi đã quay trở lại rồi đây. Tôi đã định tắt máy tính đi và không xem nữa. Thế nhưng mà tôi chợt nhớ ra là tôi chưa chào các bạn và chưa cảm ơn các bạn đã ngồi xem đến giây phút này. Từ đầu đến giờ toàn những video vui vẻ, bổ ích, kết hợp vật lý, các tựa game cực kỳ hay, cực kỳ dị, cực kỳ bá đạo và cực kỳ tấu hài. Thế mà đến cuối cùng thì vẫn lại gặp phải những con, à không phải những con game, mà những cái tình huống mà bên lề trong những cái tiệm net, nơi mà người ta thường đến để chơi game rất là nhiều, để xem game rất là nhiều. Đấy, tôi đã ngồi ở nhà rồi, thế mà vẫn phải gặp phải những cái tình huống nó đau lòng đến như thế các bạn ạ. Và xung quanh mình thì đấy, tôi nghĩ là một trong số các bạn đa số là cũng như thế đúng không? Nên là tôi cũng không quá là buồn đâu, bởi vì anh em chúng ta còn có nhau mà đúng không? Ok, và chắc là video này của mình sẽ dừng lại đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình đến giây phút này. Và nếu như mọi người thấy video này thú vị thì hãy bỏ lại một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhá. Bye bye.